Xin chào mừng tất cả các bạn quay lại với kênh Đồ Xưa Khải Hoàng. Sắp xin giao lưu cùng với cô chú anh chị là cái bộ lư xưa, bộ lư dạng tròn ha, đã được chùi bóng sơ qua rồi, tương đối đẹp. Đầu xưa em mua từ nhà dân ra. Rồi em quay chi tiết các chân đèn cho anh chị xem ha. Liền lạc. Rồi tiếp theo là cái lư này mặt trong. Con lăn này nó đổ liền luôn ha quý cô chú anh chị, chứ không phải bắt ốc dít ha. Đổ liền dính luôn với cái nắp lư. Rồi bên trong của cái lư đây. Rồi tất cả cái này là đổ liền luôn ha quý cô chú anh chị. Mặt bộm đổ liền luôn. Tương đối lạnh ha. Đổ liền hết, không có bắt ốc chích chỗ nào cả. Rồi đây là cái đế lư. Rồi đây là cặp chân đèn còn lại, tương đối lành đẹp ha. Cặp chân đèn này có chiều cao là khoảng 30 cm ha, còn cái lư này tới con lăn luôn cao 35 cm. Cân nặng trọn bộ này là 4,9 kg. Loại này loại nhỏ ha quý cô chú anh chị. Rồi quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho shop Đồ Xưa Khải Hoàng, số điện thoại Zalo 0914862110, shop tại thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Rồi quý cô chú anh chị nào mua thì em sẽ gửi hình chi tiết cụ thể cho quý cô chú anh chị xem ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo.